tham dự buổi ký kết hợp tác có đầy đủ đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Theo đó, kể từ mùa giải 2017, VOV sẽ cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức giải vô địch Futsal quốc gia và giải Futsal Cup quốc gia và bản hợp đồng sẽ có thời hạn trong thời gian 3 năm. Đây là bước đi mới không chỉ của riêng VOV mà cả đối với Futsal quốc gia. Với thế mạnh truyền thông đã được khẳng định, sự ký kết hợp tác giữa VOV và Liên đoàn bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nền Futsal nước nhà. Đáng chú ý, năm 2017 cũng là năm thứ 10 giải Futsal vô địch quốc gia được tổ chức và đây cũng được coi là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của Futsal trong tương lai. Thực ra thì Futsal về Việt vào Việt Nam ấy, thì chưa lâu, nhưng mà phải nói là có những cái bước đi khá là vững chắc, không ồn ào nhưng mà vững chắc. Và năm 2016 là cái năm mà Futsal Việt Nam đạt được những cái thành quả phải nói là rất là rực rỡ cả tầm thế giới và cả tầm châu lục, và đã tạo một cái dấu ấn rất lớn. Và cái điều này thì ngày càng thu hút cái sự quan tâm của công chúng và những người yêu cái môn Futsal. Cho nên là chúng tôi nghĩ là cái bộ môn này cũng như một cái số bộ môn thể thao mới, nhưng mà khi vào mà mình làm tổ công tác tổ chức thì cái hệ thống thi đấu tốt, tuyên truyền tốt thì chắc chắn là cái bộ môn đó sẽ có cái vị thế nhất định trong cái làng thể thao của chúng ta. Và tôi tin tưởng rằng là với cái sự đồng hành của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với các cái sự ủng hộ của các cơ quan thông tin đại chúng thì các cái giải bóng đá Futsal trong năm tới sẽ thực sự sôi động, thu hút sự quan tâm người hâm mộ và có những cái chất lượng tốt, tác động đến cái sự phát triển Futsal Việt Nam trong năm tới cũng như những năm tiếp theo. Như vậy, sau nhiều năm hoạt động có phần âm thầm, Futsal Việt Nam cũng đã tìm được hướng đi và có được sự quan tâm cần thiết hơn. Sự kết hợp giữa VOV và Liên đoàn bóng đá Việt Nam là quyết cần thiết cho sự phát triển của bộ này.